Ai đó? Thưa bác, cháu là Mùi. À Mùi, để bác mở cửa cho cháu vào. Vào nhà đi cháu. Đi theo bác. Đấy là con nhỏ Mùi, nó đến ở nhà mình để giúp việc. Tội nghiệp, nó đi bộ từ làng nó suốt cả ngày mãi bây giờ mới tới đây. Nếu Tú còn sống chắc nó cũng chạc tuổi con Mùi. Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa. Biết đâu ở nơi đó còn hơn ở đây. Gần đến giờ giới nghiêm rồi mà Trung nó vẫn chưa về. Mẹ đang sửa soạn đi ngủ, tôi lên xem mẹ có cần gì không.
À Trung. Ba chưa ngủ hả bác? Chưa. Con cứ ngủ nữa đi, bà chủ nó để cho con ngủ, khi nào nhóm bếp bà kêu con dậy. Con phải nhớ cho kỹ, cái món này mỡ phải thiệt là nóng. Con xào rau trước, cho nó cháy một tí thì nó mới thơm. Đừng để nó chín lắm mà rau nó mềm. Xong rồi, con đổ ra cái dĩa. Còn thịt thì cũng vậy, mỡ cho thiệt nóng. Con cho cái này vào nước sôi. Phải có một tí mỡ thì rau nó mới bấm. Như vậy nó mới đẹp. Món ăn phải vừa ngon mà vừa đẹp. Đối với người nhà quê mình, đẹp hay không gì thì nó cũng vô bụng. Còn đối với bà chủ thì khác. Bây giờ thịt chín rồi, lấy rau đổ vào đây. Xong rồi, chia ra hai dĩa. Một dĩa ở dưới, một dĩa ở trên. Nhưng nhớ chừa lại một miếng để lại cho mình. Bà tụng kinh xong rồi, sắp tới giờ dọn cơm. Con cho rau vào nước sôi đi. Bà là bà nội hay bà ngoại? Bà nội, rửa tay đi. Bà nội đã mất chồng. Sau khi ông chủ ra đời,
Bây giờ bà già rồi, bà không có xuống lầu nữa, cả ngày chỉ tụng kinh thôi à. Mau lên đi, bới cơm vào hai tô lớn. Cơm đã xong cả chưa? Dạ, dạ thưa xong rồi. Mùi, con bưng cái mâm đó lên cho bà nội. Thôi cái mâm này để bác mang lên. Vậy con bưng cái mâm này. Ba, khuyên với con đi ăn cơm ở ngoài. Ba cứ nghỉ trưa như thường lệ. Chiều chúng con sẽ về uống trà với ba. Ừ. Con uống trà với ba được không? Không, con uống trà chưa được. Mùi, cháu quay xuống bếp lấy thêm một chút canh lên đây. Hôm nay mẹ không muốn ăn cơm một mình. Mẹ muốn anh đi lên ăn với mẹ. Ừ. Con cũng lên. Cháu bưng mâm cơm này lên gác cho bà nội. Chú Ma đi con, khép đi học. Hôm nay con không đi học bà, con nghỉ hè rồi. À, hè rồi. Mẹ ơi, chúng con đi nhé. Tí nữa Khuyến với con về uống trà với ba. Con đã nói với ba rồi. Ờ, vậy thì trưa mẹ sẽ cho Mùi đi mua bánh. Chào bác. Đi đi các con. Mùi, cháu đi ăn cơm đi. Lãm ăn được con. Mời mẹ xây cơm. Chén cơm con đó, con ăn đi. Cơm mà không canh thì chắc bà nuốt không có vô rồi. Lúc thì ăn dưới, lúc thì ăn trên. Lộn xộn quá, không còn lại miếng canh nào hết. Ăn xong rồi con rửa chén đi. Cậu đi ăn cơm với cậu Trung là ai vậy bà? Đó là cậu Khuyến, bạn của cậu Trung. Ăn đi.
Cảm ơn bà nhé. Vâng. Thôi xin chào bà. Không dám, xin chào bà. Mồi đi rửa tay đi cháu, còn đi mua cho bác 10 cái bánh. Dạ. Ba tháng nữa sau khi nhập trường, bác sẽ cho các cháu về làng thăm mẹ. Cảm ơn bác. Mui, mau đi, gần tới giờ nhóm bếp rồi.
Cháu ơi cháu. Cháu tên gì? Tên cháu là Mùi. À, cháu tên là Mùi. Còn tên bác là Thuận. Gần tới giờ bà nội tụng kinh rồi à? Bà có khỏe không? Dạ, bà nội khỏe lắm. À, thôi thế tốt lắm. Tốt lắm. Thôi bác cảm ơn cháu Mùi nha. Chào cháu. Chào bác. Anh đi đâu đấy? Đi dạo một chút. Vâng, trời nóng như thế này thì cũng hơi khó ngủ. Anh coi chừng giờ giới nghiêm. Ừ. Nóng quá. Trời này nóng quá. Thôi, đồ con để đó đi. Ngày mai hãy xếp. Ngày đầu tiên con làm như vậy là nhiều lắm rồi. Nghỉ đi con. Cha mẹ con hiện giờ ở đâu? Con có anh chị gì không? Cha của con chết đã 3 năm rồi. Còn mẹ con thì ở lại làng với em gái. Khi nào con trở về làng thăm mẹ? Bà chủ nói sau khi nhập trường, bà sẽ cho phép con về làng thăm mẹ. Ừ, tốt lắm. Bà chủ thương người lắm. Bà ơi, trước khi ai ngủ trên giường này? Thì cũng là người giúp việc như bà với con vậy. Bây giờ nó đi về làng lấy chồng rồi. Hình người đàn ông trên bàn thờ có phải là chồng của bà nội không? Phải. Lúc ông chết, ông còn trẻ tuổi lắm. Còn cô bé là ai? Chuyện này nó buồn lắm con ơi. Cô đó là con của ông bà chủ. Cô tên là Tố. Cô chết đã 7 năm rồi. Nếu mà cô còn sống thì chắc cũng trạc tuổi với con nha. Vì sao mà cô chết? Cô chết vì bệnh. Nhưng ông chủ nghĩ là vì ổng. Sao thế? Cách đây 7 năm, có lần ông chủ gom hết tiền bạc trong nhà ra đi. Lần đó là lần thứ 3 bà thấy ông chủ bỏ nhà ra đi. Khi mà ổng xài hết tiền rồi á, thì ổng mới về. Nhưng mà cái lần đó, ổng đi lâu hơn mấy lần trước. Nhưng mấy lần trước, ông chủ về, bà chủ có nói gì không? Không, không nói gì hết, mà bà lại mừng đến khóc. Còn cô Tố thì sao? À, tới giờ giới nghiêm rồi. Mà trời cũng vừa mát, chắc ông chủ cũng về rồi. Sau khi ông chủ ra đi 3 tuần, thì Tố nó bị bệnh. Một ngày trước khi ông về, thì Tố nó chết. Chắc là ông chủ ổng nghĩ con ổng chết để chuộc lại tội lỗi cho ổng. Vì vậy mà ổng không bỏ nhà ra đi nữa. Thôi, mình ngủ đi. Ngày mai còn dậy sớm.
Mẹ. Dậy đi con, đến giờ rồi. Con còn nằm mơ thấy những chuyện đẹp. Con mơ thấy gì đó con? Không biết. Trời ơi, bà cũng muốn mơ lắm, mà lâu lắm rồi bà không có mơ nữa. Thôi, mình đi rửa mặt. Những buổi sáng bà thức dậy, trong đầu bà có một hình ảnh một bà già. Chắc là vì bà đã mơ đêm qua mà không hiểu cái bà già đó là mẹ của bà hay là chính bà. Trời ơi, giờ này ai trong bếp vậy? Sao hôm nay bà dậy sớm vậy? Nhà còn gạo không? Dạ còn đó chừng 4-5 ngày nữa thôi à. Đây là tiền chợ, chị tính sao cho đủ ăn thì tính. Mùi, con nhìn cái đôi bông đây nè. Ông chủ ông gom hết tiền bạc đi rồi. Trời ơi, vậy là ông đi nữa rồi. Cầu cầu cầu. Hàng này tôi cũng không thích. Xin bà cảm phiền. Không sao, cảm ơn bà. Chào bà. Chào bà. Có chuyện gì thế con? Con đánh lộn. Đánh lộn với ai? Với con nít. Chúng nó đánh con có đau không? Ra về chưa? Chưa, ba con chưa về. Vào bảo Mùi thay cho con quần áo khác.
cho mặn. Như vậy phải nuốt với cơm cho nhiều, chứ không thì nó quéo lử lại. Đưa cho bà cái chén đựng nước mắm. Cái này để chấm rau luộc. Con đem cái mâm này lên đi. Mấy bà chung nhanh chứ? Đẹp, mẹn quá. Coi nè. Ăn đi. Ngon không con? Cháu Mùi ơi, lại đây cháu, bà có một chuyện muốn hỏi cháu. Cảm ơn bác. Bà nội có khỏe không cháu? Gần hết gạo rồi. Hôm nay không có bán được một thước vải nào hết. Chỉ có bán được hai ống chỉ thôi à. Tiền của hai ống chỉ thì mua được cái gì đây? Trời ơi.
Nếu mà cô biết chịu chỗ nó thì nó đã không đi. Tôi đã biết con tôi sẽ khổ vì cô. Có chồng mà không biết mang hạnh phúc lại cho nó. Thôi thôi, đủ rồi đó con. Còn đu đủ thừa thì con để ở đâu bà? Con bỏ nó đi đi. Thôi, Vương cứ mâm này lên đi. Được rồi đấy cháu, cháu đi ăn cơm đi. Cơm. Mẹ khi nào ba về? Mẹ không biết, ăn đi con. Chuyện gì thế con? Tại sao con khóc? Ba đâu rồi? Tại sao ba không về? Im! Thank you.
Xin cảm ơn bà. Dạ không có gì, xin chào bà. Không dám, xin chào bà. Như vậy là mình có tiền mua gạo rồi đó. Chị ra mua lấy 25 ký gạo. Mùi, nhanh lên, còn thái thịt nữa. Đó, đó, đó. Đổ đó đi. Gạo ngon quá. Tối nay có khách. Ai vậy ba? Cậu Khuyến. Cậu Khuyến là ai? Thì bạn của cậu Trung đó mà. Hôm nay bà để cho con xào rau một mình được không ba? Con muốn xào thì xào. Ba năm sau khi ông nội mất, hình như bà nội vẫn còn thương nhớ ông nội, nên bà không chịu lấy bác làm chồng. Kể từ ngày ấy, có dịp thì bác chỉ được nhìn bà xa xa thôi. Bà dọn nhà mấy lần, dọn đi đâu thì bác cũng dọn đi theo đó. Vì vậy mà hai bác cháu mình được gặp nhau. Nhưng từ ngày cháu Tố mất, bà nội không xuống lầu nữa. Coi thế là đã hơn 7 năm, bác không được nhìn thấy mặt bà. Này cháu Mùi ơi, cháu có cách gì làm cho bà xuống dưới sân để cho bác nhìn thấy mặt bà một chút được không? Sao bác không lên nhìn lén bà? Nếu bác núp thì bà không thấy bác đâu. Không, không thể được. Nếu bà thấy bác thì chết. Không, không thể được.
Không sao đâu cháu. Trời ơi, bà chủ quý mấy cái bình này lắm. Đồ này rất là xưa, bà có để dành tiền suốt đời bà cũng không làm sao mua nổi. Như vậy là con hên lắm. Ba ơi ba, dậy mau đi ba. Bình này rất quý, nhưng mà lẻ cặp, không đáng giá bao nhiêu, vậy thì tùy bà. Thôi vậy cũng được. Thank you.
Chung cháu ơi, dạo này buôn bán thật ế ẩm, nếu cứ theo đà này chắc sẽ gặp khó khăn. Dân trong nhà mình bỏ trống như vậy uổng quá. Em đang tính không biết mình có nên nuôi thêm đàn két không. Để xem. Nếu vậy ngày mai em sẽ hỏi thử xem. Chắc mẹ đang nói chuyện với Mùi. Tính ra thì ở nhà khuyến bạn anh nó cũng không đến nỗi vất vả lắm. Anh ấy soạn nhạc, sống một mình mà lại ít khi ở nhà. Hơn nữa cha mẹ Khuyến lại giàu, con Mùi sẽ được trả khá hơn là ở nhà mình. Bác để dành cho tôi. Suốt 10 năm qua, cháu an ủi bác rất nhiều. Vì nhờ cháu mà bác cảm tưởng như con gái. Lão nó đi rồi, nó cần một nơi yên tĩnh để viết sách. Bây giờ lại đến lượt cháu đi. Đã lâu rồi, có một thời gian bác rất mong muốn Lãm cưới cháu làm vợ.
Thank you.
đừng ăn. Đưa em đi ăn tiệm đi. Anh soạn được nhiều chưa? Chơi thử cho em nghe xem. Thơm quá. Thế nào? Cô giúp việc mới của anh ra sao? Tạm được. Tạm được có nghĩa là gì đối với anh? Có nghĩa là làm việc được. Em đâu có hỏi anh chuyện đó. Nhưng không sao. Cái bình hoa em tặng anh hôm nọ đâu rồi? Vỡ rồi. Vỡ rồi à? Anh phải nói là cô ấy đánh vỡ rồi thì đúng hơn. Nhưng mà em nói cô ấy cố tình đánh vỡ thì anh trả lời ra sao? À.
Thank you.
Bao nhiêu phần trăm phụ nữ Việt Nam chưa hề vuốt ve mái tóc của chồng? Mẹ em có kể lại là ngày xưa, ở những gia đình gia giáo, người mẹ phải dạy cho con gái là không được sờ vào đầu chồng. Mẹ em cũng để ý là đã gần 2 tuần rồi, không thấy anh sang nhà em. Ba anh cũng lấy làm lạ.
Trong vườn nhà em có một cây đu đủ. Quả đu đủ mọc từng chùm, quả chín màu vàng nhạt. Quả đu đủ chín ăn vừa mềm vừa ngọt đậm. Nhà anh nuôi con chó mực đã 3 năm nay, mình nó xài chân nó cao. Tai nó to.
bắt đầu nhé. Nước mùa xuân đầy màu khóc đó, đột ngột, nhẹ nhàng rung. Sự rung rẩy của mặt đất đã sinh ra những gợn sóng dữ dàng, băng dội thành những gợn không đều trên mặt nước, mà không một chút nôn nao. Nếu có động từ nào đi diễn tả sự rung động nhịp nhàng, thì động từ đó phải dùng ở đây. Những cây anh đào chìm trong bóng râm, thỏa ra, thu lại, uốn lượn cong queo theo nhịp nước. Nhưng điều lý thứ nhất là dù đổi thay thế nào, cây vẫn nguyên vẹn là cây anh đào.